Thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho thấy trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam ngày một tăng. Năm 2005, Hàn Quốc có gần 5,3 tỷ USD vốn đầu tư, đứng thứ tư trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam. Năm 2006, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí dẫn đầu với khoảng 8,6 tỷ USD vốn đầu tư. Xét theo cơ cấu ngành, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đứng đầu là công nghiệp nặng, tiếp đến là xây dựng khu đô thị mới, xây dựng khách sạn và khu chung cư. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm và ưu thế. Mới đây, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Gartner, một công ty 100% vốn của Hàn Quốc, chuyên về xây dựng, phát triển bất động sản, tư vấn và thương mại, đã và đang giáo diết xúc tiến các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Công ty Gartner, đại diện cho tổng công ty xây dựng Hyundai RNC, trong việc xúc tiến đầu tư ở Việt Nam. Sau một loạt các hoạt động khảo sát và tìm hiểu môi trường đầu tư, công ty đang xúc tiến đầu tư xây dựng tòa nhà 50 tầng tại khu vực trung tâm thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Tòa nhà sẽ bao gồm trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, chung cư theo tiêu chí văn minh, hiện đại, tiện ích. Bên cạnh đó, công ty đã triển khai đầu tư vào sân golf 36 lỗ có quy mô 250 ha tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban quản lý các dự án đầu tư đảo Phú Quốc ghi nhận, đánh giá cao về quyết tâm và nhu cầu đầu tư cũng như tính khả thi thực hiện. Việt Nam là một trong những nước phát triển nhanh trên thế giới và trong khu vực. Vì vậy, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm tới. Đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi đã nhận được những điều kiện ưu đãi từ phía chính phủ. Các thủ tục đầu tư được các cấp các ngành tiến hành nhanh gọn. Chúng tôi có được nguồn lao động dồi dào, thông minh, cần cù và có những kỹ năng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng gặp những khó khăn nhất định như hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Vì thế, khó cho chúng tôi áp dụng được các công nghệ cao. Cùng với các dự án kể trên, Garnet còn tiếp tục định hướng đầu tư vào thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây trong lĩnh vực bất động sản, công nghiệp. Công ty đang nghiên cứu triển khai đầu tư hạ tầng hai khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời đăng ký triển khai đầu tư một số khu, cụm điểm công nghiệp thuộc tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hải Dương. Không ngừng đổi mới để hoàn thiện, sáng tạo trong công việc, tiên phong trong việc triển khai thực hiện là tiêu chí hoạt động xuyên suốt của công ty trong quá trình phát triển hội nhập cũng như để thích ứng với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh việc đầu tư, Garnet còn tư vấn thương mại và thường xuyên tổ chức các chuyến viếng thăm, làm việc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, trở thành cầu nối cho các doanh nghiệp đã và đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Đến Việt Nam, công ty Garnet được thành lập mới chỉ 2 năm. Tuy nhiên trước đó, chúng tôi cũng có một thời gian dài để khảo sát thị trường. Rất mừng vì chúng tôi đã triển khai một số dự án quan trọng tại đây. Chúng tôi đã kết hợp chặt chẽ với công ty Hyundai, RNC và công ty Nam Quan, đều là những doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, để trước mắt triển khai dự án khu trung tâm thương mại đô thị tại trung tâm thành phố Hà Đông mà tỉnh Hà Tây đã cấp phép. Trong tương lai, chúng tôi còn mở rộng thêm lĩnh vực giới thiệu tư vấn đầu tư tại Việt Nam, bởi hợp tác với chúng tôi còn có đại diện của các ngân hàng lớn phía Hàn Quốc. Hy vọng rằng công việc của chúng tôi sẽ gặp những thuận lợi và phát triển. Việt Nam đang được coi là môi trường kinh doanh lý tưởng đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại Tự do FTA ASEAN và Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2007. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Garnet cũng như nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm đến thị trường Việt Nam để mở rộng cơ hội kinh doanh, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.